và nhận con gái bạn làm con đỡ đầu. Năm 1954, Phạm Duy vùng thoát vào Nam sống đời tự do và thiên tài đơm hoa kết trái, sáng tác thêm hàng ngàn bản nhạc bất hủ để lại cho đời. Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa dân trong làng. Trời về khuya vào tiếng lúa đê mê. Năm 1954, Hoàng Cầm bị kẹt lại với miền Bắc cộng sản, thi tài bị thui chột với chế độ, xuất phẩm bi trần kịch Kiều Loan bị rơi vào quên lãng. Vợ và con gái ông di cư được vào Nam tự do, nhưng nhà thơ chịu cảnh mất cô con gái cưng. Đến năm 1977 tìm được con, chạy vào Nam chưa gặp mặt được con đủ một ngày, thì con lại vượt biên ra đi mất biệt. Mãi đến 17 năm sau, năm 1994, trong sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của người thi sĩ già, cô con gái từ Hoa Kỳ thực hiện bi trường kịch Kiều Loan gửi qua làn sóng BBC về Việt Nam tặng bố. Khuôn mặt già nua cằn cỗi của người thi sĩ sau bao năm tháng tù đầy cải tạo trong chế độ cộng sản bất chợt bừng sáng lên. Tác phẩm của ông hãy còn đó, và con gái ông vẫn còn đó. Hoàng Cầm lại cầm bút viết tình cảm "Nếu anh còn trẻ", một giấc mơ chung của con người, của mọi người. Vâng, bây giờ xin được mời quý vị nghe giấc mơ của người thi sĩ "Nếu anh còn trẻ", những vần thơ chất chứa tình cảm rất con người của Hoàng Cầm, rồi Phạm Duy diễn đạt mạnh thêm qua những nốt nhạc. Nhạc sẽ do Duy Hùng, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy trình bày. Thơ sẽ do con gái của thi sĩ Kiều Loan diễn đạt sau đây. Thank you.
Quý vị là anh Duy Minh, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy, và chị Kiều Loan, con gái của thi sĩ Hoàng Cầm. Nhiều. Hay anh quay phim là mượn các khúc, các dùng khúc đó nha. Nhà chúng tôi xin được giới thiệu lại con trai của nhạc sĩ Phạm Duy, anh Duy Hùng, và con gái của thi sĩ Hoàng Cầm, chị Kiều Loan. Đã thấy nhạc sĩ Phạm Duy phổ rất là thơ, nhiều thơ và bản nhạc nào cũng xuất sắc, nhưng mà có lẽ những người bạn mà gọi là nối khố với ông mà chúng tôi nhận thấy Hoàng Cầm là một, và là người có lẽ thành tình bạn nhờ lý tưởng mà hai vị cùng theo đuổi, đó là gây dựng nên và gửi gắm lại cho mọi người những tư tưởng của hai vị, những hoài bão của hai vị là làm thế nào để có thể cứu quốc. Và bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục chương trình và xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị trưởng ban tổ chức ngày hôm nay, ông Vũ Văn Lộc. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều người ra đi đã để lại cho chúng ta những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Hôm nay tôi thương quý vị hai câu chuyện, những giá trị vật chất mà chúng tôi nhận được và những giá trị tinh thần mà chúng ta nhận được. Một cái tin rất là vui để thưa với quý vị là năm 1954, lúc đó tôi còn trẻ, hai ba ông bạn cùng khóa như là ông Vũ Thượng Đôn, ông Tạo ngồi đây, thì lúc đó chúng tôi còn học sinh vào trong trại Ngọc Hà và có gặp một ông thiếu úy tên là ông Đỗ Đình, họ Đỗ Đình.
và ông đó đã là sĩ quan hành chánh quân y từ cái thời kỳ 54. Rồi thì chúng tôi vào trường và chúng tôi sang bên này thì một ông bạn cùng khóa với chúng tôi là ông Tước, ông ấy khoe rằng là tụi toa có biết ông Hoa Làm Xui với ông họ Đỗ chúng ta, ông đó là sĩ quan hành chánh còn lại cuối cùng của trường quân y. Khi Việt Cộng vào tiếp thu, ông ấy có tập trung anh em lại để làm lễ hạ kỳ lần cuối mấy năm trước, là giai đoạn đấu tranh quyết liệt nhất của 30 văn nghệ sĩ và trí thức đã chiến đấu trong ngục tù, trong thế giới đầy ải của cộng sản, mà cái kết quả khốc liệt là chỉ có một cái ông Phạm Duy ông chạy thoát được, còn lại mấy ông ca kẹt lại. Tôi xin nói một cách vắn tắt là những cái vị mà đấu tranh chính trị với những cái bài thuyết giảng thì không có được phổ biến rộng rãi, nhưng mà có bốn như ông, bốn năm ông mà để lại những đoạn thơ với nhạc là đi vào lòng người. Bốn ông mà tôi biết được ấy là ông Phạm Duy, ông Hoàng Cầm, ông Quang Dung, Văn Cao. Quý vị biết không? Bốn ông đó cùng học một trường trung học Thăng Long ở Hà Nội. Mà trong bốn người đó, đó đều để lại cho chúng ta những di sản rất là quý giá của nền văn hóa Việt Nam. Nhưng mà riêng Phạm Duy, tôi thưa với quý vị là một anh trò, anh học trò lười biếng chốt nát. Bằng cấp duy nhất của ông Phạm Duy có là bằng sơ học, tiểu học. Và ông học chỉ có được một năm trung học, sang bên Pháp và đi du học là chỉ dự thính. Nhưng mà đó chính là một thiên tài. Ông ấy đã làm những cái bài nhạc từ cái lúc mà chúng ta chưa có cái quân đội đâu ra đấy cả. Cái bài mà chúng tôi ở trong trường phải hát đi hát lại đó, là bài Ngày Xuất Quân, ngày hai bao hùng binh tiến lên. Ông Phạm Duy ông tưởng tượng cho cái đoàn hùng binh mà sau này chúng tôi cứ phải xuất quân bao nhiêu lần từ trong trại đến trong các đơn vị. Mà cũng là ông đó làm những bài có cái câu mở đầu là cho tôi đi lại từ đầu, bài tuyệt vời. Tất cả trong chúng ta ai cũng muốn, nhất là ở tuổi chúng tôi, đều muốn đi lại từ đầu. Quý vị bây giờ muốn đi lại từ đầu thì quý vị sẽ làm cái gì tốt đẹp hơn cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước và cho xã hội? Cả cuộc đời đều lầm lỡ đi lại từ đầu. Đó là những cái bài mà quý vị sẽ nghe ngày hôm nay. Và Phạm Duy, cuộc đời tình ái của Phạm Duy đó rất là cay đắng, và càng tục lụy mà càng ngang trái đó, thì những bài ca tình của ông ấy lại càng vĩ đại. Thế bây giờ là thêm vào đó nữa, tuổi cũng đi đủ các thứ, nhưng mà có một điểm là hai người tâm đầu ý hợp để cùng hát với nhau cái bài mà gọi là bài cũng vậy, quý vị vừa nghe đấy. Làm thế nào mà cả hai người đồng ý là nếu mà cho tôi trẻ lại. Và cuối cùng ông ấy lấy bài thơ của Cung Trọng Thưởng tuyệt vời để gần như là đúc kết để hứa hẹn với chúng ta kiếp sau. Thế thì bây giờ thưa quý vị, tôi chỉ thưa một cái quan tắc là này, tôi có cái ân hạnh là lúc tôi 14 tuổi rưỡi, 15 tuổi ở làng Bình Hải, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, tôi có dựng một cái đêm mà đáng nhẽ là có một người bạn tôi là anh Thanh Thương Hoàng cùng có đêm hôm đó. Ông ấy đang nằm nhà thương, chưa biết ra làm sao. Giữ cái đêm hôm đó là tôi biết chắc là có cả Hoàng Cầm lẫn Phạm Duy, có cả ông Hà Thượng Nhân từ Thanh Hóa vào. Lúc đó tôi chỉ 14-15 tuổi. Cái đêm hôm đó là văn nghệ của những người như Phạm Duy và Hoàng Cầm đã làm sống dậy cái cuộc chiến tranh chống Pháp rất là hào hùng. Lúc đó là chưa có cộng sản, chưa ai biết cộng sản là cái gì cả. Cái đêm hôm đó là thơ của Hoàng Cầm, nhạc của Phạm Duy. Cái đêm hôm đó mà tôi thưa với quý vị là tôi không ngờ là bằng mấy năm trải qua mà cậu bé 14 tuổi rưỡi, 15 tuổi là tôi còn đứng đây ngày hôm nay. Và tôi chắc là trong số những người 7, 8, 9 tuổi ngày hôm nay, có thể có người nào đó đã dựng những đêm liên hoan của cái thời Hoàng Cầm và Phạm Duy thời bây giờ, là những cái ngâm những cái bài thơ mà nằm nghiêng bên sông Tuống,
những bài thơ tuyệt vời, và mỗi một cái ông văn nghệ thời đó là đều yêu một con sông, chẳng hạn như là sông Đuống là của ông Hoàng Cầm, sông Lô của ông Văn Cao, rồi sông Mã với lại sông Đáy là của ông Quang Dũng, rồi cái ông Phạm Duy ông lôi con sông Thương. Có nhiều người bảo là đáng nhẽ là phải là sông Thương, không biết, tôi nhớ chỉ nhớ cái bài học sông ngoài Bắc Việt, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam chảy vào sông Thái Bình, tôi biết cái đó phải là con sông Thương, và cái đó tất cả cái đó nó làm cho tôi đọc đi đọc lại trong mấy tháng qua về tài liệu về Hoàng Cầm với Phạm Duy. Và cuối cùng tôi thưa với quý vị, tất cả những bài hát ngày hôm nay đều là những bài hát của những người chúng tôi thương yêu chọn lọc, những ca sĩ, những người đánh đàn, để mà cùng ở đây quý vị biết là ai, cùng đi chợ nọ chợ kia có gặp gỡ và cùng hát để trải lòng ra với những cái bản nhạc ngày hôm nay. Và tôi ước mong quý vị không cần phải theo dõi nhiều giọng ca mà theo dõi từng lời ca một, những lời ca tâm huyết, và đó là những người mà đã để lại cho chúng ta những cái vốn liếng về vấn đề văn hóa cũng giá trị cả 100.000. Xin kính chào toàn thể quý vị. Việt Nam theo lời chung của lịch sử thật nhiều, chỉ là những bài ca quê hương trong cơn mưa sạc, là những ảo ảnh về hương tuyệt vời, hay là những chứng ngạo cho quê hương bụng tù thảm khốc. Nhưng tôi còn muốn là một cá nhân Việt Nam, còn muốn khắp cười theo mảnh đất, còn muốn người thân được mùa quê hương cho quê hương và cho những người con của quê hương ở trong nước hay đã xa xứ. Thì điều tốt lành nhất cho tôi là phải quay về với lòng tắm mát trong dòng sông thi ca của sự thù, và cũng chẳng cần phải đi quá xa vào gì vậy để tìm đến dòng thơ hiện đại. Tôi chọn Hoàng Cầm là một chiến sĩ không có may mắn được chúng ta biết đến kỳ cạn trong mấy chục năm qua, từ thượng tỉnh là địa thơ của thời tiền chiến, của thứ kháng chiến tới thơ chống đối của anh trong phong trào nhân văn giai văn đảng, nhất là thơ tiếp tục chống đối xâm lược. Tôi muốn nhấn mạnh những tập thơ truyền tay của Hoàng Cầm gần đây, đường về kinh Bắc, lưu hành tại Bắc Việt trong khoảng cuối thập niên 60. Đây là những bài thơ ngắn mang đầy ẩn ý và dùng mặt ngữ để nói lên sự sai lầm của nước Việt đi theo chế độ ngoại lai, và mời gọi chúng ta quay về với nền văn hóa dân tộc, đặc biệt là nền văn hóa lễ lừng của thời nhà Lý, khi hương đô chúng ta còn đóng tại vùng Bắc Ninh bây giờ. Đây là những bài thơ nhắc nhở cho chúng ta những gì mà chúng ta không biết về sự thật, về con người và đất nước của chúng ta, hoặc đã biết mà quên đi chăng. Bài đầu tiên là nghệ Lá Diêu Bông, rồi với hai câu thơ mở đầu: đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay tao sẽ gọi là chồng. Lá diêu bông là một thứ lá ở vùng Đình Bảng, Bắc Ninh, Bắc Việt. Nếu ta hãy đem về đặt ra nước, rồi nước lá bôi lên mặt thì da mặt sẽ mịn màng, tươi đẹp hẳn lên. Đó là một thứ mỹ phẩm của người phụ nữ Việt Nam đùa xưa. Cái ngụ ý của bài này là nói đến sự hứa hẹn hão huyền của một người chị nữ đối với một đàn ông đầy thiện chí. Đây cũng là một xác định hay là một thông điệp của một thi nhân trong một chế độ. Không có một thứ lá diêu nào, không có ở một thứ mỹ phẩm nào.